À, điều đặc biệt là thấy cưng nhất là nắm tay nhau cơ, trọng với. Bây giờ hãy nói đây là cái gì? Giải thích về bức hình này. Sao? Để cho em Trọng giải thích trước nha. Sao em? Tấm hình này khi lúc đấy em và anh Mạnh đang chụp hình cho câu lạc bộ và mọi người cũng biết là chuyện tình. Tình cảm và cũng như là chuyện vui trên cộng đồng mạng là em và anh Mạnh có như là bồ bịch với nhau, đấy là đúng cái rồi. Câu chuyện đùa trên mạng. Yeah. Thì anh quay hình cũng có bảo bọn em diễn cái cảnh này thì em nghĩ là tình cảm của em với anh Mạnh đủ để làm cái cảnh này. Yeah. À, tức là cái này là diễn lại hả? Vâng. Cho Harry hỏi là bây giờ rất là nhiều fan hâm mộ viết về cái ngoại truyện của hai người, là hai người yêu nhau như thế nào đó, bla bla bla. Thì bây giờ hai bạn khi mà xem những cái phản hồi và những cái ngoài chuyện như vậy thì cái cảm xúc, cái cảm giác của các bạn như thế nào? Thì em cũng chia sẻ đây luôn là câu chuyện đó là diễn ra của bộ ba trung vệ ở U23 Việt Nam là có Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng. Thì thực sự ba anh em giải đấu đó cũng thi đấu rất là gắn kết và thường xuyên trao đổi với nhau để làm cho hiểu nhau hơn, để có thể hỗ trợ nhau ngoài cuộc sống cũng như là trong cuộc sống bóng đá. Thì thực sự các bạn fan rất là dễ thương, đã chế hình bọn em thì được xem những hình đó rất là vui. Thì bọn em cũng rất là cảm thấy rất là phấn khích, nên là nhiều khi cũng cố tình làm trò để cho những bạn fan có thể thấy mình dễ thương. Chị cũng nghĩ vậy. Dạ. Dạ. Và quý vị biết không, vì thiệt ra là hai em cũng lần đầu tiên ngồi nói chuyện với các anh chị ha. Thiệt là các anh chị thật ra là cũng lớn nữa, cho nên việc thứ nhất là các em hơi giữ cho nó có lễ phép, chứ thật ra đã chơi thể thao rồi là nó quậy lầy lắm. Mà đội là mười mấy con người, đã dạy trung vệ là các bạn đó phải đồng hành và trên một cái tuyến, có nghĩa là giống như là Việt Hương với Đại Nghĩa là chương trình là phải ở cái khía là bên Hài, Harry sẽ là cô Đào, ví dụ như vậy. Thì đá banh cũng vậy, chia cái từng hàng rào một, và hàng rào trung vệ thì có ba anh chàng này, cho nên khi cái sự kháng khích và dặn dò lẫn nhau hoặc là nói chuyện với nhau như thế nào để mình nhìn ra mình phối hợp thì thành ra các fan cưng quá, thương tụi em ghép quá vô luôn. Dạ, rồi. Chế ra chế. Và kể cả những tấm hình mà chị thấy từ hồi nhỏ như thế này, là tụi em vừa đi học nè, rồi vừa đi đá banh nè, rồi giải thích cho chị biết là tại sao người nào không có bằng khen hết trơn vậy? À, hình này là của em Trọng. Để em Trọng trả lời. Thật ra hình này là cả một giải đấu đấy, có những cái danh hiệu cá nhân, cũng có những danh hiệu tập thể thì có những cái nào thì chia ra mỗi người cầm một cái cho nó nhiều. Là giải gì em? Giải gì Trọng? Đây là giải 3 năm em 11 tuổi đã ở Đắk Lắk. À, tức là tụi em đã bắt đầu tập luyện từ năm 10, 11 tuổi đúng không? 10 tuổi. Thì bao nhiêu năm? Từ năm 10 tuổi là các em đã phải bắt đầu rời xa gia đình để vào tập luyện chung với nhau. À, lúc đó còn nhỏ quá mà phải đi xa như vậy thì sao? Em có buồn không? Có nhớ nhà không? Có khóc không? Thì thực sự kỷ niệm đầu tiên khi em phải xa gia đình, thực sự lúc đó là em, chính em là người kiên quyết để xin bố mẹ đi theo đá bóng và bố mẹ cũng hoàn toàn đồng ý. Thì em đi xa gia đình được 2 ngày thì em đã khóc và gọi điện về nhà. Thì thực sự lúc đó rất là nhớ nhà và nhớ gia đình, nhớ cuộc sống, nhớ bạn bè và nhớ mái trường mà mình từng học. Thì bố mẹ cũng động viên rất là nhiều, bố cũng rất là thương em, cũng bảo là nếu mà con không chịu được, không thích thì con có thể xin về. Nhưng mà với cái quyết tâm và cái đam mê của em thì em đã cố gắng để theo đuổi từ lúc 10 tuổi, phải xa gia đình và phải sống một cuộc sống rất là tự lập. Phải giặt những bộ quần áo hay là phải gấp chăn, nói chung là tất cả mọi thứ vệ sinh cá nhân. Lúc đó thì có thể những bạn ở nhà có thể được tình thương của bố mẹ chăm sóc, nhưng bọn em thì rất là khác, phải tự chính mình tự lập. Mạnh là 10 tuổi là rời gia đình à? Em 10 tuổi. Vậy còn Trọng thì mấy tuổi? Em thì cũng 10 tuổi ạ. 10 tuổi. Rồi lúc đó là hai anh em đã sống chung chưa? Đã một đội chưa ạ? Năm 11 tuổi thì là em với cả anh Mạnh bắt đầu về chung một đội tập với nhau. Anh Mạnh có bao giờ sắp mình cho em không? Hồi đó anh Mạnh là đội trưởng. Em mà không sắp thì anh Mạnh mắng em mất. Vậy em có phải sắp cho anh không? Tất nhiên là không rồi. Không à? Em chỉ là người đi nhắc nhở các bạn thôi, vì là đầu tàu của đội. Mà mới bước vô thì bình thường cái tập như thế nào, cường độ như thế nào? Thực sự thì những khi bước vào tập luyện thì các thầy cũng khi đó còn rất là nhỏ, các thầy cho bọn em thử chơi với trái bóng nhiều hơn và luôn luôn dạy với em cách sinh hoạt gọn gàng nhất và quy củ nhất có thể. Thì một ngày tập bao nhiêu tiếng em? Thì buổi sáng thì thường bọn em phải đi học văn hóa, sau đó buổi chiều thì ra sân tập luyện với trái bóng 2 tiếng.
em học văn hóa, học giỏi không? Em học cũng khá thôi, không học giỏi. Khá, chồng học có khá không ạ? Em nghĩ là biết chữ, biết tính toán ạ. Một câu trả lời rất khéo, rất dễ thương. Các em có thể mạnh về cái mặt của các em, bộ môn của các em thi đấu tốt, các em làm tốt cái vai trò, cái nhiệm vụ của mình thì đều cũng đáng để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ rồi. À, bây giờ còn tấm hình nào nữa chị? Duy mạnh, rất là có gì đó rất là cáo lên. Ừ. Lý do gì vậy ta? Thì sau bức hình này thì em cũng có cái biệt danh mới, đó là mạnh gắt đấy ạ, mạnh gắt đấy ạ. Tại sao vậy? Thì thực sự là khi trận đấu gặp Uzbekistan thì cũng như là có một tình huống tranh chấp, một tình huống đội bạn tranh chấp với em Trọng ạ. Thì đội bạn có muốn giành lấy quả bóng để thi đấu nhanh, để tấn công đội mình, nhưng trong khi đó thì đội mình chưa thể về để có thể ổn định vị trí để thi đấu, thì em đã giữ trái bóng lại và bạn đã tiến gần để giành lại trái bóng, nhưng em đã cố gắt lên để giữ lại trái bóng. Và hai người có qua lại và có sự can thiệp của trọng tài. Mình trao đổi với họ bằng tiếng Anh hay sao em? Thì thực ra chỉ gào lên thôi chứ cũng không nói được thành câu tiếng Anh. Chỉ gào thôi. Tại sao Trọng không gào mà em phải gào giùm Trọng? Tại vì lúc đó hai bạn tranh chấp nên là một ngã nên em muốn đến để bảo vệ em. Đồng đội của mình. Có phải là em là một trong ba người trung vệ, em là cái người giống như đàn anh nhất không? Có chuyện gì em cũng bảo vệ Trọng không? Nếu mà đàn anh nhất thì là anh Tiến Dũng, vì anh lớn tuổi nhất và anh cũng chững chạc nhất. Thì thực sự thì trên sân thi đấu thì em luôn là người bảo vệ tất cả mọi người. Vì mình là một anh em trên sân và đối phương là một đối thủ, nên là nếu cầu thủ mình có bị đau thì gần như là mình bị đau, nên em thường Trọng ơi, sao lúc đó em không gào lên mà em phải để cho Mạnh gào, để bây giờ người ta lại có cái tên là Mạnh gào. Đúng rồi, tội nghiệp. Thật ra tình huống đấy thì là em ngăn chặn một đường phản công của đội họ, thì em có phạm lỗi một cầu thủ. Thì xong lúc đó thì khi em phạm lỗi thì khá là nhiều cầu thủ đang vây em, lúc đó thì người ta không đánh em thì thôi, em làm sao mà ra gắt lại được cho anh Mạnh. Trời ơi, sao hiền cái thương quá vậy? Trời ơi. Hiền quá. Quý vị ơi, nghe những câu trả lời này xong thiệt sự tan chảy. Tan chảy thiệt. Thấy cưng quá trời luôn. Mà